đây cụ chiến binh không à. Rồi cô đi đâu phải làm vậy, con chạy ra nha. Ôi chào hết luôn nha. Dạ, mình chạy chắc thượng lộ bình an nha. Dạ 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 dạ. Rồi nằm đi anh ơi, nằm đi cho mẹ. Rồi. Hello, con Tài Thiên. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong nước cũng như ngoài nước. Thì hiện tại là 14 giờ ngày 34 phút của ngày 25 tháng 11 năm 2021. Thì đây là xe 05 của Bắc Giới. Thì con đang đồng hành với Bắc Giới nè. Bắc Giới chào cả nhà. Bắc Giới. Hello, chào quý khán giả. Hôm nay Tài Thiên qua đây với con cả nhà. Hai anh em hướng về Bảo Lộc, Lâm Đồng chở một cái ca bị còn nghe nói lúc đầu là bị liệt tứ chi, đang nằm bên bệnh viện phục hồi chức năng của quận 8. Thì bây giờ con qua bệnh con đưa về quê ở ngoài Bảo Lộc á. Mời quý vị giả theo chân con với lại Tài Thiên để qua bên bệnh viện đón cái ca này và đưa về quê và xem tình hình họ như thế nào nha cả nhà, như gia đình hoàn cảnh ra sao. Mời cả nhà theo dõi tiếp tục nha. Trong cái video ngày hôm nay và trong cái chuyến đi này sẽ có sự góp mặt của một vị khách rất là đặc biệt nha cả nhà. Cả nhà nhớ đồng hành và theo dõi đến cuối clip nha, để xem cái nhân vật đó là ai của trong hội thiện nguyện BDS của chú Tâm Sang nha cả nhà. Rồi thì tụi con cũng đã tới được công viên Phú Lâm. Thì hiện tại anh em sẽ qua tới bệnh viện quận 8 phục hồi chức năng. Thì đây là con đường Hậu Giang quận 6 nha cả nhà. Rồi con mời cả nhà đồng hành cùng con với Bắc Giới để đưa bệnh nhân này về tới Bảo Lộc, Lâm Đồng. Rồi con xin con với Bắc Giới đã tới rồi nha cả nhà. Thì để Bắc Giới liên hệ coi nằm bên cái cửa nào. Đây là trạm y tế phường. Còn bệnh viện phục hồi chức năng từ trên chiếc xe đen đen đó, đó. Cả nhà thấy không? Nó có hai bên khu A và khu B. Thì hiện tại là bệnh viện phục hồi chức năng nó mở thêm một khu nữa. Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kính chúc người dân mạnh khỏe, an lành, đang luyện trong bình tĩnh, thận trọng và điều trị thói quen thích ứng với cuộc sống có những biến đổi. Đây là khoa cấp cứu. Con tới cổng bệnh viện rồi nè cô ơi. Cô ơi, cổng nào vậy? Cổng chính đó là cổng nào cô? Cổng số mấy? Cổng số 2 không? Một số 2 hả? Số 2 chính. Rồi 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 rồi, con ra ngoài đường này, cô bước ra đường giùm con nha. À, đây là mình cổng số 2 của bệnh viện phục hồi chức năng. Còn bên đây là cổng số 3. Đó, cả nhà thấy không? Đó, mới mở khu bên đây cũng lớn lắm. Bên đây là khu cổng số 2. Bây giờ đã người nhà đã ra đón rồi nha quý vị khán giả. Thì hai anh em sẽ đi thẳng vào bệnh viện để đón bệnh nhân lên xe. Thì trong đây thì người ta đang làm thêm một cái khu nữa. Thì Tài Thiên không biết này nó làm thêm cái chắc chỗ ở hay phòng ở cho người nuôi bệnh hay sao á, hay là mở thêm một cái vật lý trị liệu tiếp. Rồi. Ở đâu cô? Rồi rồi, để con nghe lại, để con về lại. Giới đang dẫn xe vô nè cả nhà. Để tụi con đẩy bệnh nhân lên cái rồi thả bỏ đồ vô. Để đồ đấy đó, để đồ xe đi.
thì đang ở trong cái phòng bệnh đó cả nhà, thì Tài Thiên không có vô quay được tại vì rất là nhiều bệnh nhân ở trong. Không, chỉ đứng ở ngoài thôi nha cả nhà, cả nhà thông cảm nha. Với lại những cái hình ảnh mà bị tre thì cái đó là bên YouTube. Những hình ảnh như ống hồi đồ máu me rồi bên YouTube người ta không có cho để lên, nên có phải có những phần phải bị che nha cả nhà. Đâu có xích được con ca con, tụi em là lên là nó chốt cứng đặng chạy không có lắc lư bệnh nhân đó, bệnh nhân người ta không ấy chứ đâu có di chuyển cái băng ca được đâu. Chắc chuyển nhà luôn quá. Đúng anh, chuyển nhà anh. Ở cả năm mấy rồi. Ở cả năm mấy rồi anh. Năm mấy rồi. Hết tiền mãi mới về, còn tiền là ba ở nữa giờ hết tiền rồi. Hết cân đoạn rồi, chứ mà khô máu rồi. Năm mấy trời rồi. Ở năm mấy trời rồi. Thì ở đây đơn vị thì năm mấy hết chứ anh vô cái đồng mua bị dưới năm đâu. Dạ. Đây ông đây có 2 năm rồi nè. Dạ. Thì bởi với trong khô máu rồi, không về với đâu. Ở năm mấy rồi đâu có tiền mới đâu ở nữa. Dạ. Phải còn tiền là cũng ở nữa rồi. Ý mình tích y một gia đình đó thôi, đúng không? Dạ. Nó hết chứ tôi là năm mới là khô hết rồi. Anh còn dính đụng qua cầm cầm mấy khoáng nữa để là anh mua hết thì về tiếng không? Cái thùng này ở đâu? Khoan, bây giờ cái đầu nào nhẹ cô bỏ lên đây đi, ba cái mền tới này cô bỏ lên đây đi. Nó lỏng quá nè, cô đừng lỏng quá đó đó. Cái đầu nào nhẹ bỏ lên đầu tới đó đây, cho đây, đỡ. Lấy cái đi bỏ lên đây nè. Cái này xíu nó bỏ lên đây. Đợi để có cô có chỗ ngồi chưa? Ngồi được hả? Chủ yếu là ngọn không? Đây. Rồi còn bịt đầu nào nữa không? Có rồi, không cái này để đây. Cái đưa dẫn đi đó. Bây giờ đi. Trong này được không? Đưa dẫn đi nhiều người. Sợ nó ngã. Chịu không? Cái đi đại vô đồ này ha. Cái đi đóng vô đồ này. Đâu đâu đâu. Đâu chứ đâu. Được. Dạ, bây giờ anh chịu khó ra tổng 3. Vậy bây giờ cô đi ra cổng, cô đi ra test đi rồi con chờ, cô sẽ chờ cô nha. Test lẹ mà. Bây giờ ra tổng 3 test. Phải có giấy test mình mới qua trạm được. Mình đi chích ngừa đó, 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 m
chung một cái khoa, chung một cái phòng nha cả nhà. Thì bà con đây thì người ta ở chung hết, nên ở gần cả năm, có người ở 2 năm nên rất là thân. Tại vì bà con xa không bằng láng giềng gần mà cả nhà. Đó, thì người ta về bắt đầu ra phụ họa phụ cái chút người tay mình phụ đưa cho anh này, anh chắc kêu bằng anh chứ cô này về giấy cô đang làm giấy, làm cái giấy điều lệnh để mình đi về Lâm Đồng Bảo Lộc. Nó thì cũng thông cảm cho cô với anh này, biết kêu bằng anh hay bằng chú nữa. Đeo khẩu trang rồi, có gì cả nhà thông cảm cho Đại Thiên nha. Cũng thông cảm cho gia đình tại ở đây lâu quá nên đồ đạc hơi nhiều, không phải là hơi nữa mà rất là nhiều. Ở 2 năm hả cô? 2 năm, một khóa nữa được 2 năm. Dạ. Yeah. Cái này cái lạnh điều xe thôi chứ không có gì nè cô, tụi con chở hoàn toàn miễn phí nha. Đây có ai gần trước viện nữa không? Có, trên đây đã chuẩn bị. Em đã làm đơn rồi, làm bà đẹp luôn á. Làm chưa? Làm đơn rồi. Em ở đây nhiêu năm rồi? Em ở đây được hơn nửa năm rồi. Đây cụ chiến binh không à? Đợi cô đi đâu phải làm vậy còn chạy ra nha. Ôi chào hết luôn nha. Dạ dạ mình chạy. Chúc thuận lợi bình an nha. Dạ 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 dạ. Rồi nằm đi anh ơi, nằm đi cho khỏe. Rồi thì anh em con sẽ lên đường về Bảo Lộc Lâm Đồng đặt. Cho bà con. Đó, thì bắt đầu tiến hành là từ trong khoa. Bây giờ mình sẽ đi ra cổng nặng rước cô, rồi bắt đầu về lại Lâm Đồng Đèo Bảo Lộc Đầm Ri, ở thị trấn Đầm Ri. Là ở dưới chân đèo Bảo Lộc đó. Cảm ơn chú. Chờ cô test xong rồi mình lên đường. Ôi trời, 05 xe 05 bản số nhiêu mập? 50814 59 B1 51 B1 51B 51B 50814 nha cả nhà. Xe 05 tài xế là Bác Giới và Tài Thiên sẽ bắt đầu cuộc hành trình mình của mình là từ bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 tiến hành về đèo Bảo Lộc nha cả nhà. Đó, đây là người nhà thì tại đồ nhiều quá nha cả nhà ơi, con không có quay được. Đó. Rồi con mời cả nhà cùng con với Bác Giới về thăm thành phố Lâm Đồng đèo Bảo Lộc để xem cái hoàn cảnh này như thế nào nha cả nhà. Tại sao mà bệnh nhân này lại nằm viện gần 2 năm trời. Rồi con mời cả nhà cùng con vô dưới đi về Bảo Lộc. Thì hôm nay trời đẹp nha cả nhà, không nắng không mưa. Trời thì đẹp mà hai
tài xế cũng đẹp luôn đó. Đổi cái nó hơi bị hí, không có tủ. Cả nhà thì Tài Thiên với Bắc Giới ghé chạm dừng chân để cho người nhà đi vệ sinh với ăn uống với đổ dầu luôn nha cả nhà. Còn Tài Thiên chào cả nhà thì cũng hẹn gặp một người, một anh điều dưỡng đặc biệt tại khu vực này thì cho người nhà đi vệ sinh ăn uống và sẵn chờ cái anh điều dưỡng mới nha cả nhà. Đó, điều dưỡng mới cũng tới rồi nha cả nhà. Xe 02 của Tài Thiên. Đó. Đây vị khách đặc biệt của cả nhà đây. Tôi muốn ngon cháy chết bây giờ đó. Cô vệ sinh hết hả con? Dạ. Không. Rồi cô ăn uống gì luôn phải không? Dạ, cô ăn ở đây nhà chỗ phòng rồi. Dạ, dạ. Rồi cô nghỉ ngơi đi để con sắp xếp đồ đạc cho qua xe bên kia. Cho bớt để chở đỡ chặt hết con. Dạ, dạ, dạ. Rồi đây cho cô sắp xếp đồ đạc và chuyển qua xe bên kia rồi tiếp tục di chuyển về Bảo Lộc nha cả nhà. Rồi con hẹn cả nhà một tập sau nữa nha. Rồi em chào cả nhà.